nhảy nó đi. Tránh ra cái chân. Hello bạn. Hello các bạn. Thì chào hôm bạn nay á. Đã trở lại. Alo. Mừng bạn đã trở lại với kênh Nguy Hải nha. Thì hôm nay á là khu đứng hình mất 5 giây. Các bạn mày tao giả không cái gì? Trời ơi, tôi sợ quá. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt luôn. Hôm nay tụi mình sẽ hôm nay có hai người thôi. Mấy kia đâu? Không biết. Này tròn các bạn ơi. Có một chuyện nè. Mày ảnh làm sao không có hiểu không anh? Tìm bánh. Kiếm gì chơi đi anh. Lớn lớn bự bự á. What the hell? Bự bự không? Dạ. Muốn chơi tới không? Tới. Đi vào tìm tính đi. Chị thì đi ngoài đi mới có chụp chơi. Có quay gần mặt gì vậy? Thử cái mặt mày làm như thế này sưng chưa à? Đừng. À mày mắt mày làm như thế này sưng à? Biết rồi ha. Sụp luôn kìa. Nghèo rồi khóc hoài. Thì kệ mẹ mày. Bám tao quýnh nó chửi nó dùm bám vào mắt nó khóc sưng chưa kìa. Có đâu. Tám thương. Trời ghê chưa? Thôi đi mà đi. Mình đi ra chỗ tiệm tấn các bạn ơi. Còn. Mày cái gì lắm gài bảo tác chơi tao? Có đâu anh. Trả thù rồi. Rồi luôn rồi. Này đặng nào. Nó phát cửa luôn rồi. Ngồi luôn rồi. Kìa. Rồi. Mộng quăng rồi. Đầu tình thứ hai. Anh Tấn là thứ nhất mà đi để cho khó lại. Ê ơi. Sao anh chạy xe đó đằng không? Sao anh vô đây làm chi vậy? Tôi cắn. Tôi luồn cái lưỡi vào. Chị tao chạy chiếc xe đó đó, thằng không phải ổng không thấy xe tao, tao dễ dụ ổng chứ. Gì hả? Đi bụng bằng thuốc đỏ, bị gạt hả? Chi vậy? Cho anh. Cái tay mày lớn mà bắn gì? Bắn cái vỏ đó nè. Giờ anh bị gì? À, bị đây nè, nè nè nhìn sát vô, nhìn sát vô. Bị có lông nè. Nè, nè nhìn sát vô. Là mình tròn đúng không? Ok. Tôi muốn bắn đỏ thôi bạn ơi. Chơi với chơi cho tới. Chơi cho lết. Ai là mà cái này ai lết không biết nè. Tôi cũng băng á. Mùi. Ủa bà. À băng hết cái giò luôn hả anh? Vậy. Giả bộ nói anh bị gì? Dạ băng từ dưới chân nè, băng vòng qua háng không băng lên nắp nè, băng cho giống sắc lá bài cặp. Băng khúc giò thôi, băng cho hết cái giò lắm thằng. Băng băng khúc đây nè. Giờ nói bị đúng tai nạn. Tai nạn gì? Tự nhiên nó bị tai nạn. Té, bị tai nạn. Té. Ờ, đó không phải tai nạn, té không phải tai nạn. Lấy con bịch gạt, chai thuốc đỏ với cuộn băng. Cuộn nạn gì hay là cái cuộn mà để quấn quấn. Cái cuộn quấn, cuộn giải á. Tạo hình vừa giả. Thông minh lắm. Ủa té xe gì đó anh. Được rồi anh. Ở đây à. Dạ. Vừa lại vài miếng anh. Để có gì bó thì. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tôi phát hiện rồi cái. Quên, các bạn lưu ý các bạn làm theo các bạn. Này mình chỉ dẫn vui thôi bạn. Bạn đừng làm theo. Các bạn làm theo có ngày bỏ máu. Mùi dư dư nữa bạn. Lát lỡ có bị phát hiện cũng bính nó đồ. Thiệt sự. Cầm. Này thuốc đỏ nha bạn. Chứ không phải máu. A few moments later. Sau một hồi làm thì thấy quá dễ chăng. Nên là bọn mình đã mua thêm cuộn này để làm tiếp. Này thuốc đỏ nha bạn chứ không phải gì đâu nha. Anh ơi mình lỗ vốn quá anh ơi. Lỗ à? Cho mà lỗ vốn là hai lát mình kiếm lại đi. Quá lỗ vốn à. Cuộn của cái này mình thấy dễ chăng quá đó các bạn. Ừ. Cái nên là mình mua thêm này. Cho nó giống, cho này cho anh phải tới. Trời ơi máu. Bà mày nhỏ hơn à? Cái giỏ. Bà phải giả cho giống vậy nha. Thưa rồi. Chưa. Ê. Nha. Người. Người. Người quá à. Lo lo chờ người tới lần nữa. Vâng. Đây cái nữa ha. Sao mà chấm chấm kỳ quá anh ơi. Giống như là máu gì mà chấm gì. Coi nào chấm gì dễ thương chứ. Quá trời mệt. Đúng rồi đó. Vậy đó. Ăn cái kẹo coi. Xong rồi bây giờ mình giấu cam. Giấu cam đi rồi có giò đâu vậy sao tao leo. Phải leo có thiệt đâu mà không leo được. Bị bệnh gì. Đứng gì gần game hết mày. Trong giới trẻ ngày nay không ai mà không nghe đến hai từ hip hop hay hai chữ b-boy. B-boy là không phải đứng coi mà phải tập. Tập luyện thật là xuyên đừng có lười biếng mà phải tập liên miên mà phải tập truyền miên. Yo. Rồi giấu đi anh. Giấu đâu vậy?
À, chỗ này đi. Và bây giờ mình đã giấu cam được rồi các bạn, thì bây giờ mình sẽ điểm anh ra để xem phản ứng của anh như thế nào. Bằng bài nó, chưa nó nằm xuống bằng bài điểm. Ủa chưa hả? Chưa cho các bạn, đợi anh Quy nằm xuống mình sẽ gọi. Ê, cái gì vậy? Ai lấy cái ghế là xin lấy ghế chặt. Vừa đi. Đừng có chạy ngắm tin. Cái ngày mình chơi thiệp dấu nha các bạn. Chứ mở tiền xong hai đứa mình bỏ chốt để tao gà lọt nha. Anh ơi, bây giờ anh quên anh bị té nằm ngoài nhà anh Tấn nè. Mấy anh ra đây đi, em sợ quá à. Mấy tôi chạy liền. Dạ dạ. Bây giờ không kẹo được, lấy té xe ăn kẹo, chữ bà nội tí. Giờ mình sẽ đỡ nhảnh ra để coi phản ứng của mấy ảnh như thế nào nha các bạn. Nghe yeah, có tiền rồi nó đi với ai dữ vậy? Biết đâu nó chạy đi tới điện cái em đi ra thì gặp gì nè. Em mới bó rồi cho ảnh Tuấn đi đâu rồi. Tao nghe nãy đang ngục xài nghe nó tao giật giật 128 cho cái da da máu luôn chứ nè. Thằng nó chọn đéo đi giữ đi Quy. Đúng là chạy với giỏ kìa. Quy. Đi à? Nặng á. Quy. Rồi mày té đâu vậy? Tức là chờ ông Tuấn đâu? Anh Tuấn nó không biết luôn. Đúng rồi. Gần đi tới rồi mà gì nè trời, rồi sao đây? Đi rồi là... Mẹ mày hay chưa? Chưa. Để cho bác hay đi. Thôi đi anh. Để cho bác hay đi chứ cái giò gì cơ. Anh chị la đó. La cái gì? Mày la hay là mày đã giò nó cục luôn? Ai ăn cho mày? Tuấn hả? Chợ là chợ biết không? Chợ biết gì mà băng đi xong rồi chở trong xá cho tao băng. Em sao đứng đi nổi. Em nói điện với anh nha. Nói bây giờ chồng sao? Đâu rửa rồi còn nó băng nó. Mày gửi bị nặng không? Bị nặng không? Kiểu này là kiểu mà nó cứ giò bỏ luôn. Băng cái này nặng lắm mình rồi, bị nặng lắm mình trời. Máu nhiều lắm á. Máu ra nhiều quá vậy mới nói đó. Nó nhiễm trùng rồi nó hư hết luôn. Sao chở được sao mà mình tự băng. Trở thì được. Bây giờ mà tôi còn nói nữa. Đi đó. Để xem quay à. Chiếc quay. Alo Tuấn, anh Tuấn. Người đâu vậy? Bỏ giỏi đâu không nội? Ê, mình sao rồi? Đây, đây là cái đường nó đá bị. Dạ. Còn mày ăn gì chưa? Mày ăn gì vậy? Dạ. Phải bụng không? Thì mày thấy sao trong mình rồi? Nhưng mà mệt lắm, mày đúng là nó mệt. Có thuốc mày gì chưa? Nãy mày chọc mày té mình nên cái gì? Hên đi, đừng bá anh ta. Ở xe đâu, xe ở xe đâu rồi? Xe té đâu rồi? Mình đứng đằng đâu rồi? Bây giờ thấy gió nhưng kiểu này xuống dưới rửa mái nhìn ra nữa. Mày có nhậu nhạc gì không? Thôi rồi, về gì rồi sao đi được trời? Nè, muốn bắt đặt đi, để xuống. Con bà cũng vậy. Chứ lẽ mày để dòi hoài dũng trùng rồi sao? Để cho bẫy ra đi, để cho bẫy ra đi. Chứ sao cũng biết à. Hay chạy là đẳng kêu luôn đi, đỡ rồi. Nghe điện nghe theo luôn. Mày quẩy đi. Vậy chứ đâu rồi? Bị suốt rồi, bị gãy. Bị té. Mày không mềm ơi, cái này phải mềm. Không dám đâu. Cái chỗ đồ ngon, cái chỗ cái mắt cá nó muốn banh luôn, mày máu nhiều lắm trên. Thử
Đúng là đúng súng thôi kìa. Biết được không? Biết được không? Chạy xe đè lên luôn. Chạy bộ chạy nhanh không mà giữ cây. Không chạy đây gai à. Đi đâu? Chạy bác từ chạy đâu vậy? Chạy cái này cầm miếng giò luôn á. Tay chân có ý gì không? Tay cầm miếng giò luôn. Cầm miếng giò rồi. Thì cứ đi đi hay sao ta? Chỗ nào cứ đi rồi lát điện lớn tới điện. Lớp giờ mẹ đây luôn hả? Em ở đây em điểm anh ra đó. Trong đà, dành đi kiểu này rồi sao chờ? Sao chờ anh? Đến mọi. Rồi sao? Em ra đi. Thì chở đi nha. Thôi em chở đi, chứ sao? Cái giò này phải đi bệnh viện. Rồi chở luôn. Chở đi không chịu, điện bỏ ra không chịu, nằm đi chịu chặn hả? Cái giò thấy nặng lắm rồi. Giờ mới giống thì làm giờ mới. Giờ đi nè, mấy tao chở đi luôn vậy. Ở bệnh viện đi còn nhiều mấy. Nhiều rồi, lúc vô. Ra là mày. Chào. 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 Chào
Ấy bà nghe nè. Ý liền. Cậu xét được không đây vậy đó? A few moments later. Cái đó dẹp đi, cái này anh nãy đi ăn nhà anh nói cho anh á. Tao nói đấy, tấm điện nó bận chuyện gì không được rồi. Nói đây anh em bận cái xe phải tặng quà nè. Tặng quà với cho giờ anh đau quá, cỡ mặt ẩm nhăn. Anh sẽ để dọn đồ cho gọn gọn để mình đưa nó về. Đi đâu? Đâu rồi? Láng chịu quá đi quên. Đau nó đó, đau nó đó, từ từ thôi. Đau nó đó. Ê, 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 ê. Láng chịu. Ê, đừng đập nha. Đưa này vô coi chứ. Có, chết mẹ mày đồ con. Rồi, từ từ nha. Cô bia đây. Rửa bia nó bị em mới mất hết. Ôi. Ôi trời. Ê, tôi đổ. Mua đổ thùng nè. Cô gì luôn đi. Ăn đổ là bị nhiễm trùng. Và... nó bị soi đó. Đổ cho tôi cửa trùng mà. Đẩy nó học bò lên đây nè. Trời ơi. Cửa trùng. Cửa trùng nữa. Cửa trùng. Trời ơi, làm gì á. Trời ơi. Đâu nè. Đau quá, 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 đau qu
100 ngàn mày. Rồi nhậu là sao anh thấy được hay vậy nãy? Cái giò mày té sao đâu? Bước về nhà liền. Con cái cái này khổ nào lắm nè. Anh Hải còn cái đó kìa. Dài cân. Dạ. Ông già nè. Dài. Trời ơi. Dạ, vô mẹ đi. Con nhặn cái con nhặn với bạn ăn. Ai bị vô bạn em đồ nhặn chậu chậu mẹ. Khoảng quá mẹ. Giờ nè. Đó. Nó chứ ai. Suy nghĩ đó chỉ có nó à. Ấy da. Ấy da. Quýnh quẹ luôn nè. Quýnh quẹ nè. Thấy cái xe đóng nằm chung. Còn nhỏ này nữa nè. Nhỏ này nữa nè. Rồi. Thấy xe đóng nằm chưa? Rồi. Nè, nó nè. Đủ ba trẻ tao nghe nó kè gò cái nè. Đang ngồi cái xài tán luôn, ra máu luôn. Quay trở. Dạ. Quay không? Mua quà biếu luôn. Tao giá chợ cho mày thêm một cái ha. Tao khỏi là thăm luôn. Mày sao không thấy hay vậy? Mua quà trời. Rồi. Bây giờ đủ rồi chợ. Cái giỏ vậy lắm yên ta. Thế nào rồi chợ? Là chợ. Này á. Cái giỏ đó đó. Giấu đi. Đừng đừng. Ê, mày bệnh rồi biết ăn nữa hả? Ây da. Dạ. Đi ra giờ rồi. Chạy ra, chạy ra. Đâu rồi? Chạy ra. Thì trả tiền nước. Đâu? Trả tiền gì? Trả tiền nước. Nước đâu? Trả gì ạ? Tôi chọn mất mày à. Trả tiền nước. Chọn xin con nè. Ui trời. Bỏ nha. Nha. Nè tao sửa cái giò mày lại cho nó thẳng. Đi vô trong đừng xe đụng thiệt đó. Lỗ mà nó lỗ thì mua bông bông rất rõ rồi. Lỗ này trời ơi. Rồi là vô ai chân. Hãy nó làm ai. Nó nói chào mừng mới giống mà. Có chào mừng mới giống. Bây giờ là đây các bạn. Thất bại rồi. Tính á. Lại thử sao đây, đi trốn rồi. Đi ra gặp ảnh đứng ngoài nhà vợ anh vậy đó. Anh trốn cái teo luôn. Thất bại này thất bại các bạn. Dòng số may mắn. Chứ nãy lôi động tướng rồi, ông khai rồi. Tao phát hiện rồi, tao hỏi thử gọi ông sao. Thôi nó bị thiệt đó. Trời ơi trời. Thật sự tính sao, bye bye các bạn.